chanh leo và ngọt hương ổi ăn sẽ như thế nào? Có một loại chanh leo mặc dù chỉ vừa mới nổi lên trên thị trường trong vài năm trở lại đây nhưng lại chiếm được rất là nhiều sự ưa thích của tất cả mọi người, đó chính là chanh leo có màu vàng, vị ngọt và mùi hương của trái ổi. Khác với chanh leo thường thì chanh leo và ngọt hương ổi này quả thường có hình cầu hoặc hình oval và lớp vỏ của quả rất là nhẵn bóng. Khi quả chín, chúng thường có màu vàng tươi đều hoặc trắng vàng rất là đẹp mắt, và loại chanh leo này có thể cho quả sau 9 tháng trồng trọt, quả đều và có năng suất cao. Chính vì thế, đây cũng là loại cây giúp cho bà con phát triển thêm về kinh tế. Nếu chanh leo thường có vị chua thì bạn hoàn toàn không cần lo lắng về điều này khi sử dụng chanh leo vàng ngọt. Chúng thường có thể sử dụng ngay bởi vì độ ngọt rất là thanh và hương thơm vốn có. Mùi hương thơm của ổi rất là đặc trưng và mình có thể ăn trực tiếp như thế này luôn các bạn. Quả của nó rất là ngọt các bạn. Và nó có cái vị chua nhưng nó bị chua nhẹ tí xíu thôi. Cái hạt của nó rất là giòn và ngon luôn. Không chỉ có vị và hương thơm thu hút mà chanh leo và ngọt còn cung cấp rất là nhiều dưỡng chất cần thiết cho người sử dụng như là các vitamin, glycine, chất chống oxy hóa, canxi, sắt. Chính vì thế, việc sử dụng loại quả này giúp đem lại một số tác dụng tích cực cho sức khỏe như là giảm căng thẳng mệt mỏi, tăng cường hệ miễn dịch, ổn định đường huyết, hỗ trợ hệ tim mạch khỏe mạnh. Cuối cùng không thể không kể đến tác dụng làm đẹp da của quả chanh leo và ngọt được khá nhiều chị em yêu chuộng. Chỉ cần chăm uống một cốc hoặc ăn 1-2 quả mỗi ngày, cơ thể sẽ có thể hấp thu được lượng vitamin và các chất chống oxy hóa dồi dào, từ đó giúp cho da bạn trắng sáng và khỏe mạnh hơn. Cũng như các dòng chanh leo khác thì chanh leo vàng ngọt này cũng rất là dễ trồng và chăm sóc. Tìm mua giống chanh leo vàng hương ổi có thể liên hệ ngay với Oma Farm để được tư vấn. Tất nhiên nói về độ ngọt của chanh leo vàng hương ổi thì không có độ ngọt bằng chanh leo vàng Colombia, nhưng mà mỗi loại sẽ có hương vị đặc trưng riêng. Và nhớ đón theo dõi phần tiếp theo trong video tới, Vi sẽ chia sẻ và giới thiệu đến các bạn về hương vị của quả chanh leo vàng Colombia cũng như cách phân biệt giữa cây giống chanh leo vàng hương ổi và chanh leo vàng Colombia các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.